đến với bản tin giá cà phê trên kênh Tre Garden. Bản tin kính chúc toàn thể các bạn có được sức khỏe dồi dào và tràn đầy sức sống. Giá cà phê hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2023. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe, London mở cửa lúc 16 giờ và đóng cửa lúc 0 giờ 30 hôm sau, đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao tháng 1 giảm 9 đô la Mỹ, xuống 2.421 đô la Mỹ tấn, và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 11 đô la Mỹ, xuống 2.375 đô la Mỹ tấn, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE, US, New York mở cửa lúc 16 giờ 15 và đóng cửa lúc 1 giờ 30 hôm sau cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm 4.3 sen, xuống 174.5 sen và kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024 giảm 3.65 sen, xuống 170.55 sen, các mức giảm khá nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình, lấy mức đó tham chiếu, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 200 đồng, xuống dao động trong khung 58.100 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 58.200 đồng, giảm 200 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 58.200 đồng, giảm 200 đồng. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Di Linh, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 57.600, giảm 200 đồng. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, hôm nay ở huyện Cư Mơ Ga, huyện Ea Hơ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức trên 58.300 đồng, giảm 200 đồng. Trên đây là bảng giá ngày 11 tháng 11 năm 2023, hy vọng giá giao dịch tuần sau sẽ sáng sủa hơn, mời các bạn đón xem. Bản tin xin chào, hẹn gặp lại.